Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trong tháng 4 năm 2023, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh có tín hiệu tích cực hơn so với các tháng trước. Cụ thể, trong tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với tháng trước, với hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng như hạt điều nhân, cà phê, cao su, sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 6,9 tỷ đô la Mỹ. Với phương châm Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nhiều hội chợ, triển lãm quốc tế để doanh nghiệp có cơ hội kết nối, liên kết với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước, tìm kiếm thị trường mới, tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu.